Quý vị dành tặng cho bạn gái của mình một chỗ tay luôn ha. Hiền quá, may mắn quá.
Và duyên đi sinh nhật cũng đỡ gỡ được tiếng. Cái đó cũng là cái duyên. Không, cũng là cái duyên. Rồi quý vị ơi, bây giờ em xin nhắc lại nha quý vị nào nãy giờ tụi em hát nhiều rồi, kêu số rồi luôn, xiết rồi luôn. Bây giờ chương trình cây nhà nó vườn quý vị.